limit, lần đầu tiên đeo dây cho limit luôn. Đây, ở đây có bán quán nước cho nên là có mấy cái đồ nó rơi ra là nó nhặt này. Xương cá này, có lẽ là cá chết ở dưới hồ đây. Đây đây, lau mặt cái nào. Ui trời, ra đi bụi chù. Đây, trời ơi, ở chỗ đấy có con này, xương cá này. À, với cái con chó mà đi chơi lần đầu thì mọi người lưu ý là dắt dây lần đầu thì không nên ép buộc nó quá nhá. Lấy cái gì nhử, đi limit đi. Đây đây, đây đây, limit đấy. Khi nó không đi thì có thể bỏ cái dây ra nào, để cho nó quen với cái việc đeo dây mà mình không cần dắt. À đây con rắn này. À, xem con xem con rắn. Ui giời, nó chuồn mất rồi. Thế là không có cái gì để cho limit nghịch thử xem như thế nào rồi. Đấy mà gặp chị Siro là thôi đấy. Đi, đi, đúng rồi. Đi, uống nước không? Nó chạy mất rồi còn đâu. Đây là lần đầu tiên cho nó ra này, ngoài hồ, và lần đầu tiên đeo dây cỏ cho nó. Chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đeo dây cổ đúng cách nhé, để dắt con chó đi. Đeo dây cổ nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà hầu hết mọi người lại không lưu ý đến cái việc ấy, thành ra là đeo sai. Mà nếu đeo sai thì khi chúng ta dắt con chó đi nó sẽ rất là bất tiện. Đi. À, tiện cho mọi người ngắm limit tí. Hế. Hế nhô. Ra ngoài này gió nó bụi, một tí là lại mắt lại có ghèn ngay. Dù nó rất ít thôi. Không ngồi yên đấy. À, limit thì là con của Bruno và Satina. Tốt. Tốt. Ok, xem nàng ta làm gì. Limit là con cái nhá. À, biệt danh của Limit là ở nhà gọi limit là Bone, Miss Bone. À, sóng đánh, không biết là sóng đánh là như thế nào, thấy sóng đánh to giật mình. À đây là gặp một bạn Husky rồi. Rồi, uống nữa không? Uống nữa thì uống đi, không uống nữa thì chúng ta đi. À, là chủ con chó thì với chó con hay là kể cả là chó to, mà lần đầu tiên chúng ta cho con chó ra ngoài thì chúng ta phải làm một cái điểm để mà con chó nó có được cái sự tự tin. Nó ra ngoài lần đầu nó không biết là như thế nào cả, nó không biết cái gì là cái nguy hiểm, cái gì là không. Thành ra là nó có thể nó e ngại. Thì chúng ta cứ bình thường thôi, thì con chó tự nhiên nó sẽ biết đấy, nó là một cái việc bình thường. Nó cảm nhận được cái thái độ của chúng ta. Khi mà chúng ta coi cái việc đấy là việc hết sức bình thường thì con chó tự nhiên nó cũng sẽ có được cái sự trấn tĩnh. Tất nhiên là phải là với những con chó thần kinh của nó tốt nhé, chứ còn có những con mà nó thần kinh nó nhút nhát thì rất là khó, và làm được cái việc ấy nó rất là lâu. Nhưng với cái giống Rottweiler này thì nó bản thân nó là một cái giống chó nổi tiếng về cái sự can đảm. Thì cái việc mà con chó nó nhanh thích ứng với lại môi trường là cái việc dễ hiểu thôi. Thôi đi, Siro. Đi,
Siro. Hey. Không, đi. Nào Siro. À, chết, xin lỗi. Gọi nhầm tên Siro không trách được. Rồi ôi, khổ thân em nhì. Nhì. Dắt chị Siro đi chơi nhiều thành ra lại cứ gọi em là Siro. Rồi. Đi limit đi. Chê. Vâng, cảm ơn bác. Đây. Chi. Đây nhá, với bọn chó con này mà nó ra lần đầu này. Đi. Nếu mà có nhắc thì chúng ta sẽ chỉ kéo thế rồi chúng ta nhả ngay, chứ chúng ta không kéo lê nữa đâu. Nhắc đến khi nào nó biết thì thôi. Đó là kéo là chúng ta sẽ kéo nhả, không bắn. Chó con nó như chó con đấy. Chúng ta phải dạy nó để dần dần nó biết cái gì không được. Đi. Nào, đi mít. Đi. Đấy. Cái trò của chúng nó là nếu mà chúng ta càng rít thì chúng nó sẽ càng phản ứng ngược lại. Bởi vì nó đang lạ với cái dây xích cỏ mà. Nó nghĩ là cái đấy nó gây cái sự vướng bận cho nó. Không. Hoặc là cắn xích. Chỉ qua một lúc thôi thì con chó nó sẽ quen dần với cái việc đeo xích và quay đấy là cái việc đương nhiên. Qua vài lần đi chơi thì cầm đến cái xích thì con chó nó sẽ nhào ra để nó chui đầu vào, bởi vì nó biết là cứ đeo cái xích và là con chó nó được đi chơi. Sẽ ra cái khu vực cái cột thần thánh ở đây này. Đây là lại bán quán này, rác này, vỏ hướng dương rồi các thể loại, thỉnh thoảng là có đồ nhậu, đây là quán bia ở mé hồ, có thể là có xương sẩu gì đấy rơi ra thơm phức với chúng nó. Nhanh chân tí nào, nè, không, từ ngắn nhất chó thả rông ở cái là cái điểm này. Nếu các bạn cứ đi vòng hồ mà các bạn để ý thì có rất nhiều, nè, đây đây, nè, đi, em ít, đi, đi. Nào đi nào. Ờ thôi uống nước đi. Được phép uống nước được không? Không được. Chỗ này có rác. Ngắn nhất chó thả rông ở cái là nó ị bậy. Bởi vì thực ra con chó khi mà đi với chủ đi dắt ấy thì cái người có ý thức hay là cái người có ý thức thì mình không nói, nhưng cái người mà cho dù là người ta ý thức có kém hay chăng nữa mà nếu mà con chó mà nó có vệ sinh ra mà người ta dắt nó đi ấy thì một vài lần thì sẽ có người nhắc là nó vệ sinh ra lung tung thì nó bẩn. Thì có ý thức có kém thì vài lần rồi người ta cũng sẽ thành cái người mà người ta có ý thức. Nhưng với chó thả rông thì người ta chẳng biết là nó vệ sinh lúc nào. Nên các bạn sẽ thấy ở mé hồ này, cứ cách độ khoảng tầm 2-3 mét, 4-5 mét thì lại thấy có một cái bãi của chó thả rông rất là bẩn. Chính vì thế đấy cũng là một cái lý do mà rất nhiều người là không thích cái việc ác cảm với lại cái việc nuôi chó. Là chính vì là những các cái chủ chó đấy là người ta ý thức người ta kém quá. Thả để chạy lung tung, vừa nguy hiểm mà vừa lại bẩn nữa. Ảnh hưởng đến người khác quá nhiều. Bản thân mình nuôi chó mình còn thấy nó ảnh hưởng chứ. Không nói là những cái người ta không nuôi. Thôi đi, lên đoạn trên. Nhiều bạn thì vội vàng về cái việc cho con chó bơi quá. Thành ra lại làm cho thành cái chướng ngại. À, đi. Ơ sời, em tè à? Ờ, được, tè thì được. Vệ sinh thì anh chuẩn bị sẵn giấy ở trong túi đây rồi. Vệ sinh ra là bốc ném xuống hồ cho cá ăn luôn. Nhiều người thì quá là sốt ruột về cái việc tập cho con chó bơi, cho nên là chơi cái bài quẳng nó xuống hồ. Nếu mà làm cái việc ấy vài lần thì con chó nó biết là cái việc rơi xuống nước nó không có nguy hiểm, nó có thể tự bơi được. Cũng được, cách đấy thì cách hơi áp bức. Nhưng có rất nhiều con chó thì lại bị trột.
sợ nước là chính là vì cái gách đấy. Chủ làm nhưng mà làm không tới, ném nó xuống hồ nhưng mà ném một lần thôi, hoặc có thể ném hai lần, thì như thế gọi là làm chưa tới. Thì con chó nó vẫn còn đang sợ hãi, nó vẫn còn chưa biết được là chưa đủ cái thời gian cái ấy để nó biết được là cái việc rơi xuống nước là nó có thể nó tự lên được, thì nó sẽ thành ra là nó sẽ thành con chó nó sợ nước. Ở đây tốt nhất là chúng ta nên cho con chó nó nghịch nước từ từ theo kiểu tự nhiên như thế này, thì con chó nó không có sợ nước. Và sau thì mà muốn cho nó tập bơi thì nó đơn giản lắm, chỉ cần dùng một cái đồ chơi gì đấy mà nhử ném xuống mé bờ, nó xuống nó nhặt dần dần là nó sẽ biết. Như chó nhà mình ấy thì nó thấy hồ thậm chí nó còn phi xuống dù chưa cho nó ra hồ lần nào, là vì như vậy. Miss Bone đang thì làm quen với lại cái mép nước đấy. Xuống đây chơi. Mình thì cứ kệ nó chơi thôi, để cho nó hiểu là cái việc đấy nó là việc hết sức bình thường, chả có gì nguy hiểm cả. Nào, xuống dưới nghịch đi. Nay nắng ấm, có thể nghịch được. Xuống dưới đi. Nào, chị Siro với lại anh Igo đang ở nhà, hôm nay không được đi, cho hôm nay cho mỗi mình limit đi đấy. Ok, xuống đây. Giữ cái dây là để cho nó trong cái trường hợp mà cái nền này nó trơn, nó có hơi trượt ra xa thì mình kìm nó lại được, chứ cũng không muốn con chó nó ướt hẳn người. Nằm luôn nghịch nha hả? Nằm luôn ngủ luôn hả? Hả? Làm như thế nào? À. Mọi người thấy so với lại Siro thì hai chị em nhà này có giống nhau không? Hai chị em cùng bố đấy. Limit mà so với lại chị Siro thì cái lông của Limit dài hơn của chị Siro một chút. Đây mọi người có thể nhìn này. Đây là con chó ở tầm này là nó đã bắt đầu nó có cái thay cái lớp lông 3 tháng rưỡi. Là nó thay cái lớp lông gọi là lông sơ sinh của nó, là cái lớp lông tơ đây. Bây giờ nó bắt đầu nó sang cái lớp lông của cái con chó gọi là chó baby rồi. Cho trẻ con thì mọi người sẽ nhìn thấy là trên lưng của nó, cái lông của nó hơi có một chút gọi là không đều, nó không thẳng lông, không đều, là bởi vì là cái lông nó dài hơn so với Siro, nó dài hơn Siro một chút. Còn tất nhiên đây bản thân nó vẫn còn đang là lông ngắn chứ nó không phải là lông dài đâu. Nếu mà mọi người mà gặp những cái con chó lông nó dài hơn nữa thì mọi người sẽ thấy là cái nó sẽ tạo thành những cái lọn sóng như thế này ngay phần bên trên vai này luôn, chứ không phải là phải xuống đến bên dưới. Có mỗi mình anh với Limit thì làm sao mà hướng dẫn đeo vòng cổ được nhỉ? Phải kiếm được người nào mà nhờ quay hộ thì mới được. Đây này, đây là nó kiếm được cái đồ nó nghịch ở đây. Không để không ấy, để trôi xuống tít bên dưới thế đâu. Đi vào đi, lên đi, bước cẩn thận không trượt. Đấy là cái thì con chó nó sẽ không bao giờ là sợ nước cả. Chúng ta không có áp bức nó để cho nó tự nhiên nó nghịch nó sẽ không sợ này. (Cười)
Không. À đây đeo cái vòng cỏ đây thôi thì chỉ luôn đi. À, một tay vậy, chỉ một tay đi. À, cho mọi người biết là cái đeo cái vòng cỏ. Thì đây cái vòng cỏ của nó, của con chó là nó như thế này. À, nó rít như thế này. Thì mọi người nhá, khi mà chúng ta đứng trước mặt con chó này, chúng ta đeo vòng này, chúng ta đeo từ đằng trước mà. À, đứng trước mặt con chó thì cái đầu vòng này nó sẽ như thế này, nó ở bên tay trái. Nó ở bên tay trái nhá các bạn nhá. Bên tay trái và nó theo cái hướng thả xuống này. Đây. Mọi người để ý này. Thì sao? Nó như thế này là khi mà chúng ta kéo con chó này. Giả sử khi chúng ta muốn nhắc nó, chúng ta kéo nó này. Kéo một cái vòng nó sẽ rít vào. Nó sẽ nhắc con chó, nó rít vào cổ con chó một cái, cho nên là kéo cái chúng ta phải nhả ngay. Là nó rít vào cổ con chó là để là đã đủ để con chó nó biết là chúng ta nhắc nó rồi. Này. Nhả ra cái thì cái vòng nó sẽ nhả ngược lại lỏng cổ ngay, là con chó nó không bị rít cổ. Nếu mà chúng ta đeo ngược thì cái vòng nó sẽ bị siết và nó bị giữ nhá, chứ nó không trơn được như thế này đâu. Đây như thế này này, thả ra này, thả ra này. Khi chúng ta thả lỏng dây ra thì bản thân cái đầu móc này nó cũng mang theo một cái sức nặng này. Nó sẽ thả, nó sẽ kéo cái này tụt xuống. Đấy là cái vòng cổ. Còn cái vòng này là bản thân là nó là một cái dây thẳng. Mọi người mà nuôi chó to giống gì cũng thế, chúng ta nên dùng cái vòng này. Nếu mà chúng ta dắt con chó đi chơi nên dùng cái vòng này nhé. Nó có rất nhiều kiểu vòng, nhưng mà cái kiểu vòng này nó kiểu vòng mà cái mắt đỡ ngang của nó này tương đối to này. Nó rít con chó nó không bị rít chặt cổ quá, bởi con chó to nó không như con chó nhỏ. Còn bản thân là cái vòng này nó là một cái sợi dây. À, thả ra thì mọi người sẽ nhìn thấy này. Đây nhá. Đây, nó là một cái sợi dây như thế này. Đấy. Khi mà chúng ta đeo vào này thì chúng ta đeo như thế này. Dùng một cái mắt này này cho chui qua cái lỗ. Dùng cái mắt cho chui qua cái lỗ này. Đây. Ok. Thì nó sẽ thành cái vòng. À, nhiều người thì cũng dùng cái vòng này, nhưng mà chúng ta lại không biết làm sao để mà cho nó thành một cái vòng, nó có cái móc rít như thế này. Thì đấy, đây là cái cách mà để cho nó thành cái vòng móc rít nhé các bạn nhé. Chứ nhiều người là cứ chập hai cái đầu vòng này vào với nhau rồi rồi mình xích con chó là nó bị sai cách mà nó mất cái tác dụng của cái vòng rồi đấy. Đây, đeo cho nó thì đây. Cái mắt này nó sẽ là ở bên trái con chó này. À, đeo này. À, mắt ở bên tay trái nhá. Ở đằng trước của con chó. Và bên tay trái. Ok. Đây. Móc. Đây. Có một mình thôi, thành ra là khi quay nó sẽ hơi rung. Thì nhưng mà chắc là mọi người vẫn xem được. Ok. Đấy. Đấy là cái cách đeo vòng nhá. Cách đeo vòng. Còn khi chúng ta muốn con chó nó có ham một cái gì đấy, chúng ta kích chẳng hạn, để cho con chó nó ham, nó sâu dáng chẳng hạn, thì khi ấy chúng ta sẽ chốt cái vòng này vào. Đây, cái vòng và cái xích đây. Chúng ta chốt để cho cái vòng nó không bị rít nữa. Chúng ta không muốn cái vòng nó bị rít. Thì chúng ta, đây nha, chúng ta sẽ để nguyên cái đầu xích này. Và chúng ta móc thêm một phát nữa vào đây. Đây. Tức là cái vòng này chúng ta sẽ móc vào hai cái xích. Ok. Đây là nó sẽ được giữ cố định. Nó sẽ không bị rít nữa. Đây. Mọi người thấy không? Cái này nó sẽ không bị rít đấy này. Ok, đây để mình sẽ thử sâu
sâu sâu limit miss bone nhá. Rồi limit đây, đây này. Đây một lúc thôi là nó đã quen được hơn với lại cái vòng cổ đeo ở trên người nữa rồi. Ok, để cột nó vào cái cột này đã. Ok, đây sẽ nhử lại tí vậy, vừa mới ăn trưa còn dư được một góc giò. À, limit. Không nhảy như thế. Đây, đây là mọi người thấy nó đu lên mà không sao cả. Nó đu lên mà cái vòng cổ nó sẽ không bị rít. Đấy là khi mà chúng ta thắt theo kiểu mà chúng ta muốn cột nó vào một chỗ. Nào Yên à. Đây, để mọi người nhìn xem cái con Rottweiler 3 tháng rưỡi, con của Bruno. Nào, đây. Đây mà. Này có mỗi mình thôi, thành ra là cái máy quay nó sẽ hơi rung một chút. Và lại không chỉnh được cái con chó nó đứng cái chân theo đúng cái ý muốn của mình, bởi vì chỉ có một tay thôi. Rồi, cái này tạm vậy. Ngồi đi cũng được. Cho cái dây tụt xuống một tí. Hay. À, đây là cái cột đi vào các cái video của Rottweiler GV. Cột thần thánh ấy. Bởi vì ở vị trí này là nó là cái vị trí mà buổi chiều nó có cái bóng cây nó che, nên là hay cho chó đứng ở đây. Đây này, để quay con chó này. Cũng quay được nó sâu đấy. Nên hơi phải vặn người tí thôi. Hey. Nimit. Ok. Đứng lên. Rướn đi. Đứng lên nào. Rồi. Limit. Miss Bone. Okay. Limit. Mũi limit dính gì đây? Chi limit. Limit này là đàn con đầu tiên của Satina và Bruno.
coi như là anh chị em rất là gần với lại đàn ca, công, Casper, Cute, Casino, đàn ca đấy, và Kania. Hey, đấy là nếu mà là người nhân giống thì các bạn nên bạn nào mà có ý định mà nhân giống thì các bạn nên là có một cái sự gần gũi với con chó, để mà ít nhất này là nhắc đến tên con chó nào là chúng ta biết được nó là con nào, khi mà con chó nó ở trại cho chúng ta, chúng ta nhân giống ra, chúng ta trực tiếp chúng ta chăm sóc nó, chúng ta phải để tâm với nó thì chúng ta mới nhớ được. Thì như thế chúng ta nên, chúng ta có thể làm nhân giống. Nếu mà chúng ta hời hợt thì nó sẽ rất là khó. Hey, úi xồ, đạp gần vỡ cái điện thoại của anh rồi. Trời ơi, gớm quá đi. Ô la la, ô la la, la 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 la, ô ô ô, ô ô ô ô, không, lại đạp vào cái điện thoại của anh lần thứ hai. Chô rắc. À đây, để cho mọi người như thế này, cho mọi người nhìn ngang của nó này. Đứng thế này là nó chưa đứng chuẩn dáng đâu, nhưng mọi người có thể nhìn cái khung, cái chân của nó, nhìn cái chân của con chó, cái khung gọng của nó rất là khỏe. Trời, hết rồi, anh chỉ cầm có mấy hạt đi thôi. Tiện nhét vào trong túi mấy hạt. Tính bài đi ra đây mà nó không đi thì có thể dùng hạt để nhử nó dẫn đường. Còn đúng một hạt cuối cùng. Nhìn nó chăm chú theo cái hạt này. Hay ya. Như mít. Như mít. Ở bên dưới làm gì có hạt. Hạt chỉ ở trên tay anh mới có thôi. Hơ hơ hơ. Ok. Cái gì đấy? Limit đang dụng một cái răng, thè lưỡi này thè lạch sang một bên. Mời mọi người ngắm Limit tí, quay video hôm nay hơi dài rồi. Ngắm Limit một tí nữa rồi dắt Limit đi chơi rồi cho Limit về nhá. Limit là tên nghệ danh sẽ là Miss Bone. Ok, để cho Limit về nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chó đẹp. Video hữu ích thì mọi người nhớ share ủng hộ GV nhé. Ai mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký để xem các cái video tiếp theo. Nào, làm kiểu ảnh nào. Ok, hey. Đây. Ti. Nhà cháu nuôi mười mấy con thôi.
Đây gọi là nằm bên con sóng. Nằm bên cạnh con sóng. Sát nước nhưng lại không chạm nước. Phong cách vị trí nằm rất đắc địa. Đã ướt người chưa? Hả? Limit bôn. Này. Ướt hết rồi. Đi, thôi chúng ta đi về đây. Đi. Đứng này. Đứng dậy đi. Đây. Đây này. Đứng rồi. Đi. Nhặt được cái gì đấy? Dũng sĩ nhặt rác. Limit bôn. Limit bôn nhặt được cái gì đấy? Ướt hết rồi này. Vừa nằm ở mép nước này. Bắt đầu các cụ đi bộ đông rồi. Nào bẩn đây nhá. Đây là khi mà nuôi cho con này, chúng ta hết sức lưu ý khi chúng ta nuôi thả nhé. Mấy cái thứ theo kiểu như thế này là chúng nó sẽ gặm rồi có thể là chúng nó sẽ nuốt vào bụng, nó sẽ gây ra rối loạn tiêu hóa luôn, hoặc là ăn vào bị nôn. Đây nó đang vớ được quả đậu. Đây khỏi đang là quả gọi là đậu bắp khô, còn mỗi cái sơ thôi. Đây mà nó ăn vào mấy cái như này là sợ nhất là nó sơi vào mấy cái kiểu dây như này này. Đây này, cái kiểu dây như này này. Đấy, những cái dây như này mà nếu mà những cái dây dài mà nhai rồi nuốt vào là thôi. Ăn cái gì vào nôn cái đấy. Con chó thèm ăn nhưng ăn cái gì vào nôn cái đấy, bởi vì nó làm cho cái rối loạn cái ở trong đường tiêu hóa của nó, và có khi nó phải sau vài ngày cả tuần thì nó mới lại về lại bình thường được. Đấy, khi mà nuôi cho con là chúng ta phải để ý cái đấy. Trời ok. Trời limit bôn. Lại chào mọi người lần nữa. Hôm nay hơi lằng nhằng bởi vì là vừa rồi gặp một chú cũng nuôi chó. Trước kia chú cũng nuôi giống rốt này. Nhưng mà con rốt của chú nó già nó mất rồi. Chú ấy sợ cái cảm giác mất chó. Chú đây không nuôi nữa. Bởi vì chú ấy nuôi một lần rồi thì chú ấy nói là nhà nó chật quá. Nuôi chúng nó khổ chúng nó ra. Nó không có cái chỗ tự do thoải mái vận động. Mà con chó thì con chó to. Thả thì nhà hẹp thì không thả được. Dắt đi thì đến lúc qua tí tuổi rồi sức nó yếu là không có dắt đi được, nên là không nuôi nữa. Ok, limit chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong các video tiếp theo. Tên của em là Limit Mr. Bone. Ok, em sẽ nổi tiếng tương tự như là anh Mr. Bone ở bên Ấn Độ. Have a good time for everybody. Merry Christmas and Happy New Year. Limit, say
goodbye and see you again. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Limit. Miss Bond. Thích cái tên Miss Bond hơn. Rồi, thôi, chúng ta đi. Hẹn gặp lại mọi người ở trong các video tiếp theo. Hay.